cái bích tựa trên cái smartphone mà bà con đang thấy đó là cặp đôi dữ dằn bà chằng trong cái game liền quần mồ bè. Đây là thằng ông cố nội tơ. Và con đây lộn. Và con đây là bà cố nội gùm. Con đây là tem của tôi. Kẻ đã bị bao vây. Bạn nào đây có nhu cầu mua thì hãy ghé thử shopbunny.vn đi chứ hả. Mà nè, ặc vừa rẻ lại vừa ngon. Đặc biệt còn có rất là nhiều chương trình ưu đãi dành cho bà con, điển hình như mua 1 tặng 1 và tính tiền 2 nha. Tôi không ngán bố con thằng nào, nhưng cũng không bố con thằng nào nó ngán tôi. Thôi mà thôi, cái chuyện này bỏ qua bên đi ha bà con ha. Còn bây giờ là chúng ta tập trung vô vấn đề trận đấu nè. Hu Le, chào xin tất cả bà con, cô bác, anh chị em, cô dì chú thím 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 à, đã ghé xem cái kênh YouTube Funny Gaming TV của em nha. Đi đâu vậy bà lợi? Trời ơi, đi qua phá bùa kìa. Bơ lẹt bơ nước ơi, mẹ râm qua phá bùa. Bơ lẹt bơ nước ơi, úi trời ơi, bơ lẹt sớm ơi. Nó phá bùa kìa, đậu xanh vô đếm đi, nó không mất buồn. Lữ cha nó chữ thôi nhé luôn nè. Lẫm bùa kìa anh em ơi. Trời ơi, đậu xanh thiệt chứ tôi vô lại nó hút máu sao bà con. Nó lên máu tại đam tôi như gãy ghẻ gì đó, bị đâu dám vô. Vô sợ rồi là mình vô, mình rồi là mình lỡ kia. Rồi mày lỡ rồi, lỡ luôn nè. Cái gì mày vô đây mày kiếm cái gì? Cặp đôi hoàn cảnh hả? Mày vô mày phá hả? Phá giùm một cái luôn. Mày giống biết phá bùa rồi đó. Thôi xong. Anh chọc. Trời ơi, đích bô kêu dành cho anh già đúng. Trời ơi, đậu xanh nó support kìa trời. Support kìa trời. Trời ơi trời, tôi không tin luôn á mọi người ơi. Ê ê, gà dách quýt ba bầu. Mày có thể nào mày cho tao mượn cái mùa xanh xài đỡ luôn được không? Trời ơi, mượn mùa xanh xíu trả cho nè. Úi dầu không. Hát cho búp mày hả bự. Ê gớm mày cầm bùa, mới cầm bùa đó đâm. Ê trời ơi, xong luôn rồi. Trời ơi. Dơ. Và đây là anh Đu. Anh già Đu cầm bùa xanh chưa kịp nóng đít là đây. Nói chứ không biết bà con có để ý không ha. Chứ khoảng thời gian khá là lâu rồi ấy nghe. Mình mới mần clip về vị tướng mà đi lên sập bọc á. Tại vì mình ngại các bạn. Ngại. Chữ quá mà nghe chữ quá mà không biết sao luôn á, thiệt luôn á. Đây mình đi lên sập bọc mà mình chơi như báo rồi chứ, chứ mình không có chơi khác ai hết các bạn. Mình cũng sập bọc, mình cũng hỗ trợ cho team, mình cũng chất hai cho team. Chỉ có một cái là mình hay chạy trước thôi các bạn. Chỉ có một cái như vậy thôi à, mà thiệt chứ. Nó chữ quá trời chữ luôn bà con. Nói chứ hôm nay à, lý do tại sao mà mình mần clip về vị tướng già Đu thì mình nghĩ là bà con cũng biết rồi đó. Gà gán mới vừa cho ra mắt một cái skin đó nha. Đây skin này nè các bạn. Skin này có tên là Đậu Xanh. Mày dụ tụi tao quánh lộn chứ gì. À, ra là vậy. Rồi tuyệt chiêu của già Đu đai đen. Tay gồng mắt đỏ cong lưng gặm. Tới chỗ mắc cười chưa ta. Mà tại tự nhiên cái mình thấy gum với tớ đứng im. Đứng mà nó đứng im gu luôn các bạn. Cái mình thấy hết mana rồi nè. Tớ nè, cái chỗ nít ta chơi người lớn cầm cái cung bắn bắn cái quần đuôi. Trời ơi, hết mana rồi. Thôi chắc đi về về chó lè các bạn. Hết mana rồi. Mẹ bãi này xéo sắc ghê luôn á. Nó bắn đậu chanh bắn lia lịa ông đẻ luôn các bạn. Mấy anh kia nó không bắn, nó đẻ bắn tôi. Này không biết sao này, chắc do ăn ở quá các bạn. Giờ chọn cái phụ trợ nào cho nó gọi là nó hợp lý ta. Thiệt luôn á. Cái này không được. Cái này là nó chữ chết. Thôi tem mình thừa đam mà mình chọn mở chối ha các bạn ha. Chầu Âu Dí kìa. Trời ơi. Dí hả mày. Trời ơi. Ôi ôi đậu xanh tủ lạnh trời, cái chảo vô bạn bằng một cái bóc. Ta nói thằng Tơ nó văng 16m5 chọt luôn ha bà con ha. Ý, tôi thấy mẹ bãi rồi nha. Nè,
mày khỏi bắn luôn, chỗ con nít người ta chơi mà mày cầm cây cung mày bắn bắn cái quần đùi, khỏi bắn luôn. Trời ơi, quân tử 10 năm trả tù chưa muộn là đây chứ đâu. Nó chuyển sinh kìa các bạn. Vậy thì bây giờ mình làm gì giờ ta? Vậy chắc là mình sẽ lên đây mình chặn đầu luôn ha. Để làm chi? Nó không ra nó đép trụ được các bạn. Mình là người xịt bọc mà. Đó, ra trước đi bạn ơi. Thôi để mình ra cho bạn ơi. Chứ bạn đi tớp mà bạn ra bạn hứng đam ở hồi máu đâu rồi. Bạn quánh như mình chụp bọc rồi để mình ra mình hứng đam chứ mình dụ nó quăng được thì kêu nào đỡ thì kêu đó ha bà con ha. Ê chỗ này không phải chỗ biến về đâu nha. Thôi chạy em ơi. Mày muốn chết rồi mày đứng đó ha. Trời ơi, chúng ra đây tôi canh các bạn. Đậu bọc đó, thằng Tơ nó qua nó đi răng là mệt đó, nó ra nó nắm quần người ta đó các bạn. Cho nên là mình đứng ở đây nè, nó chỉ cần lú các bạn mặt ra thôi là mình bụp nó liền các bạn. Nè, attack. Tụi bay định xuống nắm quần đồng bọn tao hả? Đâu có được. Đó, mình đứng mình chấp sai rồi. Cho nên là nó mà có đi xuống là đồng bọn của mình sẽ thấy liền. Đó, bà con thấy không? Bà con thấy không? Bà con thấy không bà con? Thấy không bà con? Đầu cái mình chơi là mình phải chơi như vậy. Dằn mặt đó bà con ha. Đôi khi mà chúng ta chọi xì kêu hụt như vậy á, nó cũng gây tâm lý cho đồng địch lắm á. Nhưng mà phải giỡn đâu bà con. Thôi xong. Cái kèo này thì tôi nghĩ là anh Gâm với chị Tơ là có chuyện rồi. Trời ơi, lụm cái bùi xanh này một cái tôi nói thiệt bà con, tôi chọi skill là lia lịa ông địa luôn là nó. A đù nà ni mâm vô dư bay. Trời ơi, này nó ba gai tôi các bạn. Hình như nó muốn tôi chơi ba trận với nó nè. Này hình như là nó muốn chơi kiểu vậy nè. Rồi ok. Ê chị Bảy ơi, nhận ra em chị Bảy. Cái người mà nãy chị bắn lia lịa ông địa nè chị. Chị nhớ không? Tủ lạnh chọi chảo ra. Hay hai bạn ơi, hay hay đúng rồi, dồn đam vô đúng rồi, không cho nó về nha. Hết trò hết rồi, hết trò đầu ơi. Mày nhìn cái gì hả? Hồi nãy mày lấy cái bùa đó mày nhìn cái gì? Đậu tranh mày nha con bà Bãi nha. Thằng em chơi ruột đó mọi người, em chơi ruột. Hồi bữa là em chơi ruột, còn hôm nay là em chơi ruột nha bà con. Mày bấm vô với tao hả? Nói chứ tự nhiên không phải khơ khơ mà mình đi ăn hôi về hoài đâu bà con. Mình chụp bọc mà mình biết thân biết phận mình chứ. Tại vì mình làm cái gì á nó cũng phải đều có cái mục đích. Đúng chị Bảy? Đúng gì cũng đi quả tiễn đi nè. Đây bà con biết sao không? Tại vì có mẹ rơm đó rồi nó có chiêu gì đó nó hồi máu hoài à. Mà bây giờ á ông Tủng lẽ giờ tủ lạnh nó lên sách chi hồn. Nó lên như vậy là nó thọt đam rồi sao? Tem tay ngắn không có nào tay dài đâu. Thì mình là được có cái là chiêu mình chọi từ xa đó các bạn. Nó thì mình tranh thủ mình kiếm vàng để mình lên danh sách giáo khoa. Ủa là mình lên danh sách y hồn. Mình lên sách y hồn chứ không phải sách thánh nha mọi người. Để mình hỗ trợ cho tem. Thầy biết sao không nè, cái bu đầu nha. Bà con lên cái này nè. Cái số thứ ba là cái sách y hồn này nè. Bà con sẽ khiến cho những vị tướng nào mà hút cũng như là hồi máu á, nó sẽ bị giảm sức mạnh lại liền. Nó bà con thấy không? Trời mình khổ quá mà. Không phải khơ khơ cái tự nhiên mình làm vậy đâu. Đúng không anh Tư? Đúng không? Đúng gì? Đi qua tiễn luôn đi anh. Chụp cái đầu đập đi bà con. Nắm quần hả mày? Mày giống mấy thằng nắm rồi đó. Trời dám nắm thiệt kìa. Trời ơi. Trời ơi trời. Ủa sao đông quá vậy? Ồ vậy thôi mình dẹt dạt ra đây các bạn. Để mình đừng gây sự chú ý. Để tem gây sự chú ý đi. Rồi mình gây bất ngờ vậy nè đó các bạn. Đó các bạn không? Đó. Tem mình cho bố mày chơi. Chơi cái gì? Mày nằm im đó đi. Chơi mà chơi nắm quần không? Mày chơi vậy ai chơi? Mày chơi vậy không ai chơi lại mày hết á. Mày nằm im đó chơi mình mày đi. Mày chơi mà đậu cánh đẻ nắm quần nắm áo ra hoài. Mày kêu cho bố mày chơi. Mày giống mày chơi rồi đó. Mày ra đi đậu cho chọi bỏ mày. Mày nằm cả đây. Mày bước ra. Nè. Bam nè. Ê tạo nét hơi bị nhiều ở nhà tính nha. Trời ơi tạo nét với anh Tơ này là tôi mệt mỏi lắm mọi người. Để mất công đó hồi ảnh cho tôi vô danh sách đen. Anh kiếm tôi nắm quần không là đậu, xanh có chuyện liền á bà con. Khổ quá mà, đúng không gấu? Trời ơi trời. Ủa mình có sách rồi ăn hôi chi nữa ta. Cái này chắc lỡ các bạn, lại đam bự quá không kiểm soát được các bạn ơi. Đam bự quá, chụp bọt đam bự quá. Tất cả là tại gì bà con biết không? Phù hiệu thần quá. Phù hiệu này thì giúp chúng ta sẽ có một mớ đam cho bá lừa. Với đèn đầu game, cũng như giữa game and cuối game. Không tin à, bà con chơi thử đi là biết liền à. À với lại là bà con ơi, sẵn đây á, thì mình xin phép bà con mình nói chút xíu về cái vấn đề sách chi hồn này nghen.
Cái vấn đề này nó rất là quan trọng đó các bạn. Mình nghĩ là còn nhiều bạn là chưa biết đâu, đặc biệt là những bạn đang vừa mới tập chơi game Liên Quân Mobile thì ôi cậu, mày làm gì cậu? Mày giận mặt tao hả? Mày giận mặt tao hả? Cậu sợ quá trời, sợ quá trời đúng không bà con? Mày giọt mọi người, không gã đập tôi à? Nó gã đập đầu đúng không bà con? Ôi nó cốt tôi mọi người, nói chứ các bạn nào á mà không phải dùng vị tướng sát tương phép, điển hình như các bạn đi lên con khỉ đi, các bạn đối đầu với những chiếc tướng mà nó hút and hồi máu như Lữ Bố đồ nè, thằng nào mà nó kiểu như hút máu hồi máu, các bạn đi lên con khỉ tự nhiên các bạn lên xích chi hồn chi. Xích chi hồn là để dành cho những vị tướng pháp sư, những vị tướng mà đam phép á, người ta lên xích chi hồn. Còn bà con đam vật lý, bà con lên cây đao chi hồn nhớ nghen. Trời ơi, cái vấn đề này là có các bạn nhưng mà không có đâu đó. Cho nên là mình hy vọng là hôm nay mà bạn nào mà xem clip này nè, mà các bạn đã đang lỡ lên vậy đó, thì các bạn nhớ đổi lại nha, chứ đây không là đồng bọn cái chữ bà con á. Thằng nào hiền thì thôi không sao, thằng nào khó tánh là chữ á, cái chữ là đừng chữ lại các bạn. Có đúng kỳ bọt làm gì, ngôn từ đã kích liền mọi người, quất nó liền, cứ kiên gì mấy này đó. Mà thôi cái chuyện đó bỏ qua một bên đi nè. Thôi nếu như mà hồi nãy giờ các bạn xem clip ủng hộ mình mà các bạn cảm thấy là cái clip của mình nó vui, nó hài, nó có vài điều gì đó ý nghĩa sẽ giúp cho các bạn thời gian sắp tới các bạn đi lên sub bọc tốt hơn. Thì các bạn nhớ giúp mình nút đăng ký kênh nha các bạn. Còn bạn nào mà đã đăng ký kênh ủng hộ mình rồi á, thì mình hy vọng là ngay tại bây giờ luôn hoặc là sau khi xem xong clip, các bạn ủng hộ cho mình xin thêm một nút like nha, để cái clip của mình cũng như cái kênh của mình nó được tăng thêm tương tác và sau đó là cái kênh mau phát triển nha các bạn. Trời ơi, làm gì vậy bé bốn? Còn quay đâu? Từ ở 1, 2, 3, 4, 5. Ừ, 1, 2, 3, 4, 5, có 5 thằng à các bạn. Ở khu vực này đông dân cư quá ha bà con ha. Đông quá trời luôn. Thôi để tránh tình trạng là có thêm thằng thứ xịp là thằng thứ 6 quá bà con. Thôi bỏ đi mọi người, để không gì, vô tới mình luôn mọi người. Tới mình luôn ha. Hey. Trời ơi bà con ơi, ví dụ như bà con là ra dắt quýt ba bầu, bà con mận gì tôi ta. Trời ơi, nãy gì gặp hoài luôn bà con nha. Bây giờ là thiệt chứ tôi là có cái gọi là có sự tạo nét với mấy anh đồng địch là hơi bị nhiều rồi đó bà con. Bây giờ mà tôi chỉ cần hổ báo cáo trò một cái thôi, nó đè đập tôi như con hổng đẻ liền bà con. Đâu mà không, nó tôi khổ quá mà. Đó bà con thấy không, tôi phải tạo nét cho tem để chi, tôi gây sự chú ý để chi, để tem nó đỡ bị ăn đập các bạn. Ơi khổ quá mà. Ủi giời ơi, anh ai hi cà banh đã cho anh bỏ nhà anh đi bụ kìa bà con. Thôi xong, kiểu này mày nó không được các bạn, mình sẽ đứng đây biết ngay mà. Cái gì tôi bay định qua rồi xong rồi. Ê! Vâng, và đây là anh già đu. Anh già đu vừa bị anh ga dách quýt bà bầu đạp cắm đầu ra đây. Trời ơi, nó đạp quýt đón luôn à bà con ha. Thằng thì nắm, thằng thì đé, nó đé đậu xanh cắm đầu tôi luôn bà con. Ơi, nếu như không có gì thay đổi thì khoảng tầm mười mấy giây nữa thôi thì các bạn, mặt của tôi nó sẽ xuất hiện tại ngay tế đàn. Cho nên hồi nãy giờ chưa nói Bu Ngọc á các bạn. Ở thì ngọc đỏ mình chọn là 7 viên tốc độ đánh công phép, 3 viên còn lại là công phép và xuyên giáp phép nha. Ngọc tím là 10 viên tốc đánh tốc chạy luôn. Ngọc xanh là 10 viên tốc độ đánh và xuyên giáp phép. Các bạn mà dùng cái bu ngọc này đầu game, các bạn sẽ nhận được một cái lượng tốc độ đánh hơi bị gơ. Tốc độ đánh nhiều làm gì các bạn, rất là thích hợp cho vị tướng già đu á nha. Các bạn tích điểm nội tại, các bạn chưởng người ta bằng nội tại nó sẽ cực kỳ nhanh luôn á. Ủa gì vậy? Ai đẩy mày vô đây vậy? Trời ơi, nào chơi xéo sắc đẩy mẹ tôi, mẹ bãi vô đây vậy? Trời ơi, thiệt chứ tướng người ta không có cơ động mà nào đẩy đây vậy? Nào chơi xéo sắc vậy? Gấu béo phải không? Hay nào? Đẩy nhỏ vô chổng rồi sao nhỏ chạy ra bà con? Chết luôn mọi người, chết luôn. Với lại là bà con ơi, cái bu ngọc á, cái bu ngọc mà mình sử dụng trong trận đấu ngày hôm nay, tuy là mình đi sụp bọc, nhưng nếu các bạn đi mid hoặc là các bạn đi gần, các bạn cũng có thể sử dụng bu ngọc này á nha. Clip của mình có lẽ sẽ kết thúc tại đây rồi. Mình chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều, vì hồi nãy giờ các bạn đã dành thời gian quý báu của các bạn ra
để xem clip ủng hộ mình nè. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều nha. Hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo. Các bạn ơi, nhớ tặng mình xin một nút like nha. Được hơn nữa, các bạn nhớ comment dòng comment cảm xúc của bạn khi mà xem xong clip ủng hộ mình nha. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều luôn. Còn bây giờ thì bye bye. Ai mua hạt không? Hạt Liên Quân giá rẻ giá rẻ. Quẹo lựa đi bà con cô bác ơi. Ngồi chòm hổm lạc giảm nha. Mà ngồi chèm bẹp cái lạc đẹp cực kỳ luôn. Nhanh tay còn chậm tay vẫn còn luôn nha mọi người ơi. Quẹo lựa luôn bà con cô bác ơi.